ta phải thực hiện trong thời gian lâu, chúng ta phải làm một lần chuyên sâu. Như vậy rồi khi mình có học lời dạy Đức Phật, tự nhiên cái việc hành động nó sẽ xảy ra. Anh đã liền hành theo lời dạy Đức Phật thì sự hành động của sản phẩm sẽ ra liền, gọi là pháp hành. Pháp hành, pháp hành là pháp hành, pháp ba pháp hành mỗi ngày mỗi ngày chúng ta phải có. Đó là ý nghĩa của bài pháp hay gọi là tập hợp này. Quý vị là gì? Sa thu sa thu lạng thay. Vì sao tôi sẽ hiểu? Rồi, em đứng đây. Để đâu anh?
Do sự phước báo mà chúng con đặt bát cúng dường đến chư tăng trong ngày hôm nay. Xin nguyện làm duyên đưa đến Niết Bàn. Do sự phước báo mà chúng con đặt bát cúng dường đến chư tăng trong ngày hôm nay. Nguyện đoạn trừ các lậu vật phiền não, sớm chấm dứt sanh tử luân hồi. Do sự phước báo mà chúng con trong sạch đọc bát đến chư tăng trong ngày hôm nay. Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đạo vơ vàng, cầu mong cho các vị ấy thọ nhận phần phước báo trên cao này sớm được siêu sanh về nơi nhàn cảnh. Do sự phước báo mà chúng con đọc bát cúng dường đến chư tăng trong ngày hôm nay. Xin hồi hướng đến giác linh cố sư mẫu phước như thế danh Phan Thị Hùng, cầu mong cho sư mẫu thọ nhận phần phước thanh cao này và sớm được siêu sanh về nơi nhàn cảnh. Bằng như đang ở cảnh giới an vui thì sự an vui càng thêm tăng thêm. Cái đó là phước của các vị đó. Nguyện phước báo này xin nguyện làm duyên đưa đến Niết Bàn. Không có tiếng nữa.
Khi đồng nô nhớ thì nồng hồ tu sư khi tỏ hân từ nhà tay vô. Khi đồng nô nhớ thì nồng hồ tu sư khi tỏ hân từ nhà tay vô. Khi đồng nô nhớ thì nồng hồ tu sư khi tỏ hân từ nhà tay vô. Yang ping chi ku sa la tam mang ka tam bang ki ri yang ma ma ka ye na va cha ma na sa ti da se su ga tang ka ta ye san ta san ni no an ti ye cha san ta san ni no ka tang bu nya pa lang mai hang sam be pa ye pa wan tu te ye tang ka tang su vi di tang din nang bu nya pa lang mai ya ye cha tan tha na cha nan ti de wa gan to ne we da yong sam de lo kam hi ye san ta chi wan ta nun yam pho cha na sap ve la phan tu ma ma che ta sa ti cúng rồi á, cúng cho con này á, của thiên á.